đập kèm ba. Dứt điểm rất căng, tỷ số 1-0. Có lẽ khi một trận đấu đang diễn ra với tốc độ chậm và cuốn mình.
tay. Makeba đã có lỗi của một hậu vệ bên phía Hoàng Pha Hà Nội. Với tình huống phạm lỗi này thì Makeba rất nguy hiểm. Vào! Cuối cùng thì tỷ số cũng đã được
cho đội chủ nhà Đồng Tâm Long An. Và người lập công đó chính là đội trưởng Phan Van Tem. Một đường chuyền như đặt của Makemba và Phan Van Tem đã lao vào đánh đầu và đánh bại thủ thành Ristermeier để mở tỷ số cho đội chủ nhà.